À, xin chào cả nhà, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi dành thời gian để chia sẻ về chiến lược lướt ngắn cổ phiếu và chốt lời chủ động 50%. À, trong khi VN Index đang đi ngang sideways trong một mô hình cái nêm thu hẹp. Đấy, các bạn hãy nhìn thấy đây, VN Index đang đi thu hẹp theo mô hình cái nêm. Thì ở đây VN Index cũng có thể đi theo chiều hướng như vậy. Các anh chị, các bạn có thể quan sát, có thể VN tích lũy ở đây và có thể bứt phá thoát ở đây, là một hướng. Hai là VN Index có thể tích lũy lại, tiến lại lại. Và trường hợp thứ ba là VN có thể giảm. Đây là một trong ba những cái hướng mà để thị trường chung đang tiến tới. Thì trong giai đoạn sideways đi ngang của thị trường chung, thì chúng ta thực hiện chiến lược là lướt ngắn cổ phiếu và chốt lời chủ động 50% khi chúng ta đạt khoảng lợi nhuận là từ 10 đến 15%. Và sau đó còn 50% chúng ta sẽ giữ lại cho đến khi cổ phiếu đặt cái khoảng chốt lời. Thì như hôm trước, cách đây vài ngày tôi đã chia sẻ các bạn anh chị về cổ phiếu BC1. Đây, ở đây tôi thắt bớt mấy cái chế độ về Ichi cho các bạn, các anh dễ nhìn. Các anh chị, các bạn dễ nhìn hơn trong biểu đồ của mình. Tôi chỉ để các đường MA thôi. Như hôm trước tôi đã chia sẻ các bạn tại sao tôi chia sẻ về cổ phiếu BC1. Vì cổ phiếu này tôi đang đầu tư và đây là một cổ phiếu mà tôi đã phân tích để các anh chị, các bạn rõ hơn về một cổ phiếu. Rồi sau đó các anh chị, các bạn hãy vận dụng và cho tất cả những cổ phiếu mà anh chị đang đầu tư. Thì đó là cách mà để chúng ta xây dựng cho mình một cái hệ thống đầu tư phù hợp, hiệu quả cho cá tính của mỗi người. Và cái điều này chỉ có chính chúng ta là người có thể mà tự xây dựng từ những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm để chúng ta có một hệ thống phù hợp với chính chúng ta. Đôi khi hệ thống này chỉ phù hợp với tôi, có thể một số là không phù hợp với các anh chị, các bạn. Thì ở đây tôi đã vẽ ra, ở đây là cái đường MA 20 ngày là màu đỏ. Các anh chị thấy không ạ? Đường MA 20 ngày hướng lên là màu đỏ nè. Đường MA 50 ngày là màu xanh lá. Đây, các anh chị nhìn bạn. Các anh chị hãy nhìn đây. Và cái đường màu vàng là cái đường Ichi, đường hỗ trợ 65 ngày của Ichimoku. Và đường màu đen là hỗ trợ 129 ngày của Ichimoku. Hôm nào có dịp tôi sẽ làm một video nói về các cách sử dụng Ichimoku và các ngưỡng hỗ trợ kháng cự trong Ichimoku để cùng các anh chị, để anh chị có thể nắm thêm. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ về cái chiến lược mà lướt ngắn cổ phiếu và chốt lời chủ động 50%. Thì hôm trước tôi đã chia sẻ với các anh chị, các bạn là tôi mua cổ phiếu BC1 là ở vùng này, ở phiên này đó, một trong phiên này, và ở đây là giá tăng khối lượng tăng ở phiên này, giá tăng khối lượng tăng. Chúng ta có thể mua trong hai phiên này, ở đây là hai phiên mà chúng ta có thể mở mua, hai phiên tuyệt vời, mở mua tuyệt vời nhất của chúng ta. Chắc anh chị, các bạn có thể quan sát được cái chỗ này. Hôm trước tôi đã chia sẻ rất kỹ chỗ này rồi. Thì bây giờ tôi chỉ vẽ lại cho anh chị nhìn, dễ nhìn thôi. Đó, đây là hai phiên mà chúng tôi mua ở điểm này. Đó. Tại sao chúng ta mua điểm này? Xét về quá trình tích lũy cổ phiếu, thì cổ phiếu đã chạm đáy và sau đó bật lại. Và sau đó đi ngang trong vòng khoảng hơn một tuần, tích lũy đi ngang, và ở kênh trên
của đến trước. Những nhà đầu tư mà mua bán ở đây, người ta đã khi cổ phiếu giảm và hồi lại thì ở đây khu vực này người ta đã chốt, cổ phiếu bắt đầu tăng giá lại. Thì đây là những cái điểm mua mà đã bứt thoát được cái vùng tích lũy này, và với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì đây là điểm mua đầu tiên, điểm mua ở tại cái thời điểm này. Và trong thời gian làm T3, T4 thì cổ phiếu đã tăng một khoản rất là lớn, trong thời gian ngắn mà ta có được cái lợi nhuận là, các anh chị các bạn hãy nhìn lên tại cái tôi cái vùng này nha, vùng màu xanh là vùng chốt lời nha. Đó. Cái vùng màu xanh này là vùng chốt lời, thì các bạn hãy nhìn đây, đây là đã trong thời gian T3 T4 thì chúng ta đã có lợi nhuận là 20%. Thì chúng ta nên chủ động chốt lời 50% ở tại vùng này, hôm trước tôi đã chia sẻ. Và còn lại 50% chúng ta giữ. Tại sao chúng ta phải chốt lời 50% ạ? Trong thời gian rất ngắn T4 T5 mà ta đã có được 20% lợi nhuận là điều đó quá tuyệt vời. Khi tôi mua ở đây thì tôi không chắc chắn là tăng nhanh như vậy. Và mình nghĩ là trong vòng có thể là 2 tuần, 3 tuần thì cổ phiếu sẽ tăng, đạt được cái mượn hỗ trợ ngưỡng chốt lời của mình là 15-20%. Nhưng trong vòng T4-T5 thì đã đạt được. Thì mình nên chủ động chốt lời. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ cùng các anh chị các bạn. Và mình giữ lại 50%. Và sau đó cổ phiếu tích lũy trở lại. Và ở đây là vùng mà tôi vẽ cái vùng xanh tích lũy lại và trở về lại cái đỉnh trước. Đây là đỉnh trước, đây là vùng kháng cự trước, thì bây giờ là trở thành hỗ trợ lại. Đây là vùng hỗ trợ. Thì ở chỗ này là cái chỗ mà chúng ta, nếu những anh chị nào mà đã có kinh nghiệm như tôi đã, thì tôi bắt lại một phần cổ phiếu ở đây. Tôi bắt lại một phần là 50% cổ phiếu. Khi mà cổ phiếu tăng đến đây, tôi bán chốt lời chủ động trong vùng này. Chốt lời chủ động 50% lượng cổ phiếu, đem lại lợi nhuận là 20%. Đem lại lợi nhuận là 20% ở khu vực này. Và sau đó cổ phiếu quay về vùng hỗ trợ ở đây. Thì tôi đã mua lại 50%, là đủ lại 100% và lên đây. Ngày hôm qua tôi đã chia sẻ trên cái tab cộng đồng là chúng ta chủ động chốt lời 50% ở đây. Vùng này là vùng chốt lời, vùng màu xanh là vùng chốt lời. Tại vùng màu xanh là vùng đỉnh trước, đây là đỉnh, tôi gặp lại đỉnh trước thì ta chốt lời chủ động 50%. Đó là cách mà tại sao chúng ta có thể chốt lời. Nếu mà chúng ta chốt lời 50% ở đây thì chúng ta có lợi nhuận bao nhiêu? Các anh chị các bạn hãy nhìn đây. Nếu chúng ta chốt lời ở đây thì chúng ta có lợi nhuận là khoảng 10%, 10-12%. Đó, vùng này là 10-12%. Đó. 10-12%. Đó là cách chúng ta đi vốn và quản trị vốn mà đem lại lợi nhuận hiệu quả nhất, không bị chôn vốn mà chúng ta lướt. Đây là dành cho những người có thời gian, có kiến thức và có trải nghiệm thì chúng ta lướt như vậy. Còn những anh em nào mà không có thời gian quan sát thì chúng ta cứ mua ở đây. Lên đây chúng ta chốt lời 50% và chúng ta giữ lại 50%. Và khi cổ phiếu chạm hỗ trợ tăng lại thì ở đây chúng ta có thể chốt lời thêm 20% nữa, hoặc là giữ lại 30%. Cho nếu mà cổ phiếu vi phạm giảm tiếp thì chúng ta chốt lời hoàn toàn. Đó là cách chúng tôi chia sẻ tại sao chúng ta sử dụng chiến thuật là chốt lợi nhuận 50% một cách chủ động trong giai đoạn thị trường chung index là đang đi ngang sẽ quay trong một cái mô hình cái nem, mô hình thu hẹp dần này. Đó là chiến lược trong giai đoạn thị trường chung đi ngang. Chúng ta không còn quan tâm đến thị trường chung nhiều. Còn khi mà VN đã bứt thoát được cái vùng này thì lúc đó chúng ta sẽ đầu tư dài hạn hơn. Đó là cách chiến lược mà ta có thể mà mua bán cổ phiếu, chọn những cổ phiếu có dòng tiền. Đây là dòng tiền của các tổ chức. Và cổ phiếu thứ hai tôi muốn chia sẻ cùng anh chị các bạn. Đó là cổ phiếu MIG. Đây là cổ phiếu MIG. MIG và tôi cũng có chia sẻ trên tab cộng đồng cách đây 2 hôm
là chúng ta đang chủ động chốt lời là từ 10 đến 15%. Thì hôm trước cách đây 4 4 đến 5 hôm, 4 đến 5 ngày thì tôi đã chia sẻ về cổ phiếu MIG, là một cổ phiếu của ngành bảo hiểm. Trong khi tình hình kinh tế, dịch bệnh và chiến tranh thì ngành bảo hiểm sẽ là ngành hưởng lợi. Đó là cái về về ngành là đã hưởng được hưởng lợi. Vì ngành là một trong ngành hưởng lợi. Đó là cái cơ sở mà chúng ta có thể là chọn mua cổ phiếu này. Thì đây là điểm mua. Điểm mua của cổ phiếu MIG. Cái điểm mua ở đây các bạn có thể nhìn thấy chưa? Tôi vẽ cái hình tròn ở đây, hình tròn màu vàng đây các bạn hãy thấy cái điểm mua này. Thì tôi vẽ cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây. Tại sao chúng ta mua điểm mua này? Các bạn hãy thấy tôi vẽ đây, đây là cái đường trendline, đây là cái đường trendline theo quick ort. Thì đây là ta vẽ trong cái đường đi xuống, thì đây là cái trendline xuống, trendline đi xuống, và đây là trong cái đường trendline đi lên khi cổ phiếu bắt đầu chạm đáy và tăng lại. Thì đây là trường trendline đi lên, các bạn hãy nhìn đây, đây là trường đường trendline đi lên. Chúng ta thường thường quan sát cổ phiếu, chúng ta nên vẽ những đường trendline để xác định đây là những cái kháng cự hỗ trợ để chúng ta phân tích cổ phiếu. Đó, các bạn hãy nhìn đây. Đó, các bạn hãy nhìn như vậy cho nó một cách là dễ dàng. Đây cũng là mô hình cái nêm biên độ thu hẹp dần, và đây là một phiên mà đây cái chỗ màn hình màu vàng đây là cổ phiếu đã tăng tăng mạnh và bứt thoát cái đường trendline này, khối lượng lớn gấp 4 5 lần so với những phiên trước. Hôm trước tôi có chia sẻ trên tab cộng đồng nhưng mà tôi không có chia chi chi tiết, thì hôm nay tôi chi tiết cùng các anh chị các bạn để nắm hơn. Thì thường thường chúng ta mua cổ phiếu là trong vào tầm là khoảng 10 rưỡi đến 11 giờ. Trong tầm đó thì khi mọi thị trường chung đã ổn định thì bắt đầu cổ phiếu bước vào xu thế chính của cổ phiếu. Thì lúc đó là tầm 10 rưỡi đến 11 giờ thì cổ phiếu các bạn hãy nhìn đây, khối lượng là đã tầm 10 tầm trong buổi sáng thì đã khối lượng đã là vượt so với những phiên trước, là gần như là đã bằng những cái phiên trước đó trong nguyên một ngày. Thì đây là những cái điểm mà ta có thể đoán được là đến đến đóng cửa phiên chiều chắc chắn là khối lượng sẽ gấp 2 gấp 3 lần, và khối lượng mạnh đó là cơ hội chúng ta để chúng ta mua cổ phiếu. Là vừa là khối lượng tăng mạnh, giá tăng mạnh và bứt thoát được cái đường trendline giảm này, thì đây là cơ hội chúng ta mua, mở một điểm mua đầu tiên 50% số lượng cổ phiếu cần mua. Và sau đó phiên chiều chúng ta nhìn thấy là khối lượng tăng như theo dự đoán là tăng gấp 4 đến 3 đến 4 lần, và giá tăng mạnh gần như là cuối đến đầu phiên chiều là đã trần tăng trần rồi. Thì những cái giai đoạn mà khi chúng ta theo dõi và gần như là đang tăng trần thì chúng ta mua thêm 50% lượng cổ phiếu tiếp theo, là khi chúng ta mua đã đúng xu hướng thì chúng ta mua thêm 50% lượng cổ phiếu tiếp theo ở đây là đủ 100%. Chúng ta có được cái đủ 100% lượng cổ phiếu mua ở đây. Và ở đây là bắt đầu, sau đó cổ phiếu có một phiên tích lũy lại đi lại, và sau đó có một phiên tăng mạnh lại. Và đây thì hôm qua tôi đã báo trong báo trong cái nhóm cộng đồng, trong cái group cộng đồng là có thể chốt lời chủ động 10 đến 15%. Đây, hôm qua tôi đã vẽ cái này đó. Đây là chúng ta có thể trong tab cộng đồng tôi đã chia sẻ là chúng ta có thể chủ động bán chốt lời từ 10 đến 15% lượng cổ phiếu, 50% lượng cổ phiếu của cổ phiếu IMG, và chúng ta giữ lại 50% và tiến vào cuộc chơi là miễn phí. Khi đó cổ phiếu giảm thì chúng ta đã chốt lời được 50% rồi. Không có gì mà phải lo lắng nữa, cho nên tâm trí chúng ta rất là bình an trong đầu tư, rất là vui vẻ. Chốt lời 50% là 50-50 là hợp lý nhất. Để chúng ta cũng, nếu mà cổ phiếu giảm thì chúng ta cũng không hối tiếc. Mình vì vui quá mình đã chốt lời được 50%, mà rất là may mắn.
Và trường hợp ngược lại, nếu cổ phiếu tăng thì mình cảm thấy là may mắn quá, vẫn còn 50% là lượng cổ phiếu. Đó là cái điều mà chúng ta nên chốt lời 50-50 là vậy. Các bạn có thể hiểu, nắm được cái ý của tôi không ạ? Anh chị nào có ý kiến khác hay là có những cái thắc mắc hay gì á thì có thể là comment bên dưới ha. Tôi sẽ giải thích thêm cho anh chị các bạn. Tôi chia sẻ kiến thức này là giúp ôn lại kiến thức cho chính mình, và đồng thời là có thể giúp đỡ cho một số anh chị nào quan tâm, lắng nghe và có thể là đồng cảm, cùng học hỏi, cùng chia sẻ với nhau để mình có được những trang bị cho mình những kiến thức tốt nhất trong đầu tư để có được hiệu quả tốt nhất. Vì mình khi mình đầu tư, mình cho đi cái giá trị, cho đi kiến thức, mình trao đi cái điều mà mình biết, cái kinh nghiệm của mình. Tôi là cũng là người may mắn biết được kiến thức này. Chỉ may mắn là biết trước anh chị, và tôi muốn khi mà tôi đã áp dụng thực hiện và thực chiến, áp dụng trong kinh doanh thì trong đầu tư thì đã có kết quả, và tôi muốn chia sẻ lại những kiến thức này, tôi trao đi cái giá trị này đến các anh chị các bạn để cùng nhau mình hướng đến một cái cộng đồng đầu tư hiệu quả. Mình cho đi cái điều mình muốn, mình cho đi thì mình sẽ nhận lại. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với cộng đồng là như vậy. Và 50% còn lại thì chúng ta có thể chủ động chốt lời tùy theo cái độ mức độ rủi ro của mỗi anh chị. Đó là tôi chia sẻ về cổ phiếu IMG. Ở đây là cái vùng xanh này, các anh chị thấy cái vùng xanh chữ nhật màu xanh này không ạ? Đây hình chữ nhật màu xanh này nè. Hình chữ nhật màu xanh này nè, đây là vùng đỉnh ạ. Đây là vùng đỉnh. Và chúng ta có thể chốt lời quanh vùng đỉnh này ạ. Có thể tùy anh các anh chị mà có thể anh chị chủ động chốt lời. Có thể cổ phiếu ở đây tích lũy vài phiên rồi sau đó tăng lên đây thì chúng ta có thể chốt lời thêm 20-30% tiếp theo. Và nếu trường hợp cổ phiếu tích lũy đây và có thể giảm thì chúng ta có thể chốt lời. Là tùy đó là tùy theo sự vận động của cổ phiếu, và chúng ta cũng không có chắc chắn được. Nếu trong đầu tư chúng ta không có gì là chắc chắn được đó, thì chúng ta hãy chọn ra những phương án phù hợp cho chúng ta, cho quản trị rủi ro tốt nhất cho tài khoản của chúng ta. Đó là cái ba cái hướng mà cổ phiếu sẽ có thể là vận động trong thời gian tới. Đó là cách mà tôi hướng tới sự đầu tư để mình có kết quả như mình mong muốn, và việc này đã đem lại cái kết quả cho tôi rất là tốt, và tôi cũng muốn chia sẻ trao đi giá trị cho mình, cho cộng đồng, cho xã hội. Ở đây anh chị các bạn có nhìn thấy đây, khối lượng đây tăng rất là mạnh. Đây khối lượng rất là mạnh, đây chính là dòng tiền các tổ chức. Thì ở đây tổ chức cũng không có thể mà rút ra ngay được. Nếu mà thị trường xấu thì chỗ cổ phiếu sẽ giảm, sau đó tích lũy đi ngang lại và sau đó tiếp tục tăng. Còn nếu thị trường tốt thì cổ phiếu sẽ đi ngang hoặc là có thể tăng thêm, tăng lên tới trong cái vùng kháng cự này. Đó là cách vận động của cổ phiếu mà chúng ta có thể vận dụng từ cổ phiếu này. Chúng ta có thể áp dụng cho nhiều những cổ phiếu khác. Video sau tôi sẽ chia sẻ cùng các anh chị về các đường màu vàng, cái đường màu vàng, đường màu đen này, và cả là cái đây là phương pháp dùng Ichimoku, là cái nhìn thoáng qua trong đầu tư. Nếu nhìn anh chị không quen thì nhìn cái này sẽ dễ bị rối, và tôi sẽ làm một video để chia sẻ cái điều này, thì cái xác suất của thành công của anh chị còn cao hơn nữa. Nó có nhiều yếu tố cộng hưởng lại để mình có được xác suất thành công gần như là 80-90%. Đó là cách mà mình kết hợp được nhiều cái chỉ báo trên cùng một công cụ để mình có thể xác định được kháng cự và hỗ trợ của cổ phiếu để mình có được cái việc mua bán trở nên hợp lý hơn và trở nên dễ thành công hơn. Một lần nữa tôi xin biết ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe, giúp cho tôi có động lực chia sẻ nhiều hơn. Và các bạn anh chị các bạn hãy không quên đăng ký kênh, like, share và chia sẻ những cái giá trị này, những kiến thức này đến tất cả những anh chị em khác, những người có những nhà đầu tư mới, để có thêm những kiến thức để giúp cho mình việc đầu tư trở nên hiệu quả hơn, thành công hơn,
và trao đi cái giá trị cho xã hội, cho những người có cùng mong muốn với mình, giúp cho cộng đồng ngày còn tốt hơn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và xin chúc các nhà đầu tư hiệu quả và thành công trong thời gian tới. Xin cảm ơn cả nhà. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngoài mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình, những bài học từ sách vở, từ những người thầy. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi, thấy phù hợp, cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn thành công.